Đây là những hình ảnh được một người dân dùng điện thoại ghi lại. Đoạn phim ghi lại hình ảnh của một vài cảnh sát giao thông, xung quanh đó là xe chuyên dụng. Liệu đây là tình huống gì? Là hiện trường của một vụ tai nạn chăng? Từ những hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy, ba chiến sĩ cảnh sát đang cùng nhau giúp đỡ một người dân gặp sự cố khi đang tham gia giao thông. Người đàn ông này vẫn còn đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm trên đầu. Có lẽ khi đang điều khiển xe, anh đã gặp một sự cố nào đấy khiến cho những bao hàng hóa anh chở theo rơi vãi xuống đường. Tuy đây là một đoạn đường khá vắng xe qua lại, thế nhưng món hàng nằm ngay giữa đường như thế này sẽ trở thành những vật cản cho các phương tiện khác khi lưu thông qua lại. Giữa trời nắng gắt, khu vực rất ít người qua lại, ba anh cảnh sát giao thông quyết định giúp người đàn ông gặp nạn. Người giữ bao tải, người xúc hàng bó vào bao nhằm giải tỏa mặt đường thông thoáng. Và câu chuyện càng thêm có ý nghĩa khi hai cậu bé bên kia đường đã mang bao đến phụ các anh công an. Với sự làm việc tích cực của ba chiến sĩ cảnh sát giao thông, đống hàng rơi vãi trên đường nhanh chóng được dọn sạch, trả lại con đường thông thoáng cho người dân. Hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông giúp đỡ người dân khi gặp những sự cố khi tham gia giao thông có lẽ không còn xa lạ như những hình sau. Dọn gạch rơi trên đường, giúp đỡ xe gặp sự cố, quét rác, đưa bà cụ qua đường. Tuy là những công việc giúp dân đơn giản của các anh cảnh sát giao thông, nhưng đã để lại một hình ảnh rất đẹp trong lòng mọi người.